Mình là Thiên Hương, hiện đang là giám đốc cấp cao của Học viện Life Coach Quốc tế Game Academy. Mình biết đến sự kiện này thông qua những người anh, người chị, là những người KOL và KOC có tên tuổi như là chị Hà Linh, admin của group Nghiện Nhà này. Đấy cũng là người bạn của mình. Và thứ hai nữa là ở trên các cái trang mạng xã hội thì mình rất là ấn tượng. Và lý do mình xuất hiện tại đây bởi vì thầy Tony Dũng ấy từng là một người rất là nổi tiếng trên cái cộng đồng social, và là cái người mà làm bùng nổ rất nhiều các diễn giả, là đẩy tên tuổi của nhiều diễn giả lên một tầm cao mới. Đó là cái lý do mà mình rất là mong muốn được học hỏi ở anh, ở thầy, và mình biết được cái các cái công cụ để bùng nổ doanh số cho năm 2024 này. Thực ra thì mình gặp cái vấn đề đó là mình chưa nhân bản được đội ngũ về sale, và mình chưa tìm được các đối tác về marketing chất lượng, mình chưa biết hợp tác với những marketing uy tín, và mình cũng chưa nuôi được nhân sự marketing có kinh nghiệm, có khát khao, có hoài bão và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp của mình. Thế thì mình khá là loay hoay trong cái việc này, và mình bị đến 2-3 năm, thậm chí mình đã trả rất nhiều cái chi phí để tuyển dụng này, để hợp tác này, nhưng mà mình cũng không đạt được. Và chỉ trong vòng một ngày hôm nay thôi, khi mà nghe anh Tony Dũng chia sẻ ấy, thì mình đã wow lên rất là nhiều thứ, vì mình có cái từ khóa đó là nuôi đúng người có tố chất, thứ hai nữa là hợp tác với những người có tiêu chuẩn và phẩm chất đạo đức rõ ràng, thì đấy là cái mà giúp ích cho mình rất là nhiều. Cái kiến thức mà mình tâm đắc nhất trong buổi ngày hôm nay ấy, đó là xây dựng cái giá trị cốt lõi và hợp tác với nhiều người khác, và cái này thì mình có thể ứng dụng được ngay. Thì ngay khi mà giữa cái giờ nghỉ giải lao thôi thì mình đã lập tức là bốc điện thoại lên và gọi ngay cho một người anh uy tín trong lĩnh vực về marketing để bày tỏ chia sẻ với sự hợp tác, với thái độ cầu thị và nhờ sự giúp đỡ của họ, và họ gần như là đồng ý ngay lập tức. Thứ nhất là chi tiết, thứ hai nữa là có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh để kiếm được hàng triệu đô la. Và cái thứ ba nữa là gì ạ? Chơi với những người có giá trị về đạo đức, nghị lực, trí tuệ thì sẽ dễ làm việc với nhau, sẽ sẵn sàng nâng đỡ nhau và đồng hành cùng với nhau bền chặt hơn. Hãy tổ chức nhiều chương trình hơn nữa, bởi vì mình rất là thích, và mình sẽ đưa nhiều người bạn, nhiều đối tác kinh doanh đến học những chương trình này.